máy về chạy phịch hết đúng không? Thoải mái luôn. Quan trọng cái máy có đủ sức chạy không thôi. Này chạy cái máy dầu nhỏ mà. À anh hết rồi thôi. Không có, này chạy ăn lò 40 thôi. Zin đó. Để giờ có cái 50 rồi sao? Quá ngon luôn. Không, nó chạy ăn lò. Ăn lò 40 của nó là bằng ăn hết 50 của ông đó. Đó hả? Ờ, cốt xéo mà. Rồi cái này bỏ anh. Quá gọn luôn. Mua nhớt 90 lỏng nha, có biết chỗ mua không? Ở đây có bán hả? Có. Cái gà này đổ nhiêu? Gà nó đổ 6 lít. Không tới đâu, còn 4 lít đó. Mua canh 4 lít trước đi. Nó đổ chừng lít thôi, cái 4 lít. Rồi, đủ. Đó, cho cái 5 lít hả? Mua 5 lít trước đi. Vậy đâu em 5 lít.